Xin chào tất cả quý vị và các bạn trở lại kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Thì hôm nay video ngày 11 tháng 6 năm 2025, mình nhận lên mấy cái mẫu đồng hồ treo tường hàng Nhật bãi. Hôm nay lên vẫn là 6 sản phẩm nhưng mà 5 chiếc là treo tường và một chiếc để bàn nhé, vai bò, hàng bãi của Đức, thùng vỏ gỗ bóng bóng xoay gương được luôn. Và một chiếc đồng hồ Di Dung Han hàng Đức nhá. Thùng cao to rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ ra đi vào chi tiết từng sản phẩm này. Mã đầu tiên trong cái video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Aichi máy cơ quắt 30 ngày. Chiếc này thùng gỗ, kích thước chiều cao là 44 nhá, chiều ngang là 26, mặt số là 20,5. Mặt số nổi nhá, mặt tuyệt đẹp luôn, mặt mạ chrome, thùng gỗ rất đẹp nhá. Bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính in hình hoa văn. Aichi mặt mạ chrome tuyệt đẹp luôn này. Hàng in Japan này, có lịch ngày và thứ nhá. Các bác cái chỉnh lịch kia là chính ở đây này. Bên Nhật nó có lịch có 39 ngày. Ấy. Mỗi tháng ta phải chỉnh một lần. Đó. Hôm nay là ngày 11 này, thứ ba này, chuẩn chưa? Quả lắc đi đốc sáng bóng nhá. Thùng gỗ rất đẹp. Mặt số đẹp, nói chung một chiếc đẹp như này là rất là ít có này, chìa khóa zin của hãng. Dòng Aichi một sao này. Mặt số lỗi nhá, tuyệt đẹp luôn. Bây giờ test tiếng chuông nhá. Cái chiếc này 30 phút đánh một tiếng và mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Chín giờ có 9 tiếng nhá, máy zin bản 100%, rất là đẹp luôn, đã lâu dầu test chạy rất ok. Đó. Các bác mua về chỉ việc treo là dùng thôi nhá. Hàng bên mình bán luôn test dọn kiểm tra ok hết mới đang bán nhá. Hôm nay là mã này là 244 nhá, có giá là 2.200.000, 244 giá 2.200.000 nhá. Nói chung là đồng hồ nó có nhiều mức giá khác nhau, đẹp nhiều đẹp ít, giá nó cứ chênh lệch từ hơn 1 triệu đến hơn 2 triệu tùy theo từng sản phẩm. Bác nào hợp với cái sản phẩm nào thì gọi điện alo chốt hàng nhé. Rồi đến cái mã 245 là một chiếc đồng hồ Senkuha, thùng đóng theo kiểu dáng châu Âu, thùng gỗ rất đẹp luôn nhé, đục chạm hoa văn, hai bên có hai cái ô cửa kính nhé, để nhìn vào trong máy này. Một bộ máy đồng tuyệt đẹp nhá. Chiếc này một gốc một búa là gốc vòng. Thùng gỗ thịt đục chạm rất là đẹp nhá. Cửa kính này. Con này quả lắc là được đục chạm này, rất là đẹp luôn, độc lạ luôn nhé. Và bây giờ mình test thêm chuông à. 30 phút đánh một tiếng. Rồi 12 giờ có 12 tiếng nhé. Hôm nay thì tiếng chuông nó rất là nhẹ nhàng thôi. Đây, cân tâm bằng đồng rồi. Rất là đẹp luôn. Đằng trước này là kính. Kính rất rộng nhé. Tất cả kính bốn quanh được mài vắt cạnh nhé. Đó, kính mài vắt cạnh trong suốt. Mã này là 245 nhé. Giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu 500k.
mã 245 Senkoha, hàng xuất châu Âu, giá 1.500.000. Bật đèn flash này nó nhòa quá. Rồi, mã 246 là một chiếc đồng hồ Đức nhá, Di Dung Han của Đức, này Di Dung Han đời 2 mũi tên. Thùng gỗ rất là cao to, gỗ toàn là gỗ thịt, rất là dày lặng nhá. Kiểu dáng cũng rất là đẹp. Mặt số hình vuông to, số đúc nổi nhá. Số dập nổi. Mình đo kích thước cho này. Cái này 79 nhá. 79 nhân với này 38,5. Mặt số 22,5 nhá. Thùng gỗ cực kỳ dày, dày nặng, đẹp luôn. Hai bên này là hai cái con côn tiện đầu đồng này. Đó. Côn tiện nhá, đầu này là đồng. Bó đồng hết. Bên dưới là kính rào bằng các thanh nẹp gỗ, kính mài vắt cạnh hết nhá, kính zin luôn, kính mài vắt cạnh này, bốn đường quay này, thùng gỗ rất là dài nhá. Đẹp luôn. Đó. Xoay chi tiết cho các bác ngắm này. Di Dung Han cổ còn rất đẹp. Thùng gỗ dày bịch luôn, bê lặng, nặng như đá. Đấy, quả lắc rất đẹp nha. Mặt số thì miễn chê rồi, Di Dung Han mặt số lực như này là rất là ít luôn. Rồi, con này hiện tại là nó đang bị sai chữ 11 thành 30 phút thành 11 giờ nha. Thì ta ở trong này ta có cái nãy cần gạt này. Ta chỉ việc gạt thêm một cái nữa là nó đánh về đúng giờ nhá. Tại vì cái dòng cổ này là nó không có nhớ giờ, khi mà mình treo lên là phải lấy lại cái số chuông với số giờ, nó không chuẩn được. Phải lấy lại nó chuẩn rồi thì nó chạy sẽ ok. Tất cả những cái dòng thùng dài này, kể cả của Nhật và của Đức đều vậy, như vậy hết nhá. Ở bên trong này nó có thiết kế một cái nãy để mình thử chuông đấy, mình chỉnh chuông ấy. Nó có cái dây nó thoáng đây, nhưng mà cái dây nó vận chuyển về thì nó mà bị đứt rồi. Lúc nào mình sẽ nối một cái dây xuống cho. Các bác thì giật bên dưới này cái là chỉnh cái chuông thôi. Rồi bây giờ mình tháo máy này. Tháo máy cho các bác xem luôn, mấy con hồng hồ Đức này thì mấy của Pháp này thì tháo máy nó dễ, tháo cho xem luôn. Còn nói những con của Nhật thì các bác nào quan tâm thì vào Zalo thì mình sẽ gửi hình bên trong máy chụp cho nhá. Đây, cổ gông rất to luôn nhá, cổ gông đồng, ông vòng. Còn này tiếng chuông rất là hay luôn. Cân tâm đầy đủ hết. Đây là một bộ máy đồng nha. Di Dung Han hai mũi tên tuyệt đẹp luôn này. Máy sáng bóng nhá. Máy sáng bóng luôn, đồng rất là đẹp rồi. Bên trên dòng này là không phải hai mũi tên mà là đời 8 ngôi sao 8 cánh nhá. Đồng vàng óng luôn. Máy zin bản chạy rất ok. Rồi vừa rồi là mình nói là đằng sau máy này nó thiết kế một cái lẫy này, nó có cái treo sợi dây vào đây này. Đó, để mình gạt xuống là nó sẽ chỉnh chuông này. Bây giờ nó sẽ đánh thêm một cái nữa. Đó. Rồi bây giờ mình nắp lại cho nó quay một vòng là chuông sẽ chuẩn nhá. Rồi các bác chờ tí nào. Rồi bây giờ mời các bác nghe lại cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ Di Dung Han này nhá.
Rồi, Ji Dung Han thì tiếng chuông là rất là hay rồi. Mã này là 1246 nhá, có giá là 3 triệu. 246. Giá 3 triệu nhá. Thùng gỗ rất đẹp, máy đẹp, zin chạy ok, tiếng chuông rất là to hay. Vâng, tiếp theo là mã 4247 nhá. 247 là một chiếc đồng hồ Senco, máy cơ quắt 30 ngày. Có lịch ngày và thứ nhá. Đây, hình dáng rất là đẹp luôn. Cong mái vòm kiểu đầu sư. Mặt đằng trước là full kính, bên trong là hoa văn. Đây, tất cả là bằng nhôm nhá, nhôm in hoa văn rất đẹp luôn. Kiểu dáng độc lạ, mặt số đẹp, máy Japan xịn này. Máy này đánh hai gông đồng bạch nhá, và cũng được mua sử dụng năm bốn mấy đây, năm 44 này. Đó, rất là lâu rồi nhưng mà hình thức thì tuyệt đẹp luôn, em không biết sử dụng này. Nói chung là máy đẹp, bao zin bản 100%, đã test chạy rất ok. Rồi bây giờ mình test tiếng chuông này. Rồi 10 giờ gõ 10 tiếng nhá. Con này tiếng chuông rất là to và ấm. Mã 247 giá 2 triệu 250k. Nhá. Bác nào ứng trước này chốt mau thì còn được nhá, không này là muộn là mất luôn. Rất là đẹp và ít quá độc lạ nhá. Rồi mã 248 là một chiếc đồng hồ Meiji thùng dài, đóng kiểu dáng châu Âu, thùng đục trợ. Bên trên kính phẳng, bên dưới là kính rào và các dao thanh nhập đồng. Tất cả kính được mài vát cạnh hết. Đó. Thùng gỗ đẹp. Kích thước chiều cao là 46, chiều ngang là 23 nhá. Máy hai lỗ cót, gông vòng, gõ chuông báo giờ. Bản nè còn vàng ống này, quả lắp đồng này, máy tuyệt đẹp nhá. Rồi bây giờ mình test tiếng chuông này. Ba mươi phút đánh một tiếng. Tiếng nhá. Con này đánh tiếng chuông rất là chậm mà hay này. À, Made in Japan nhá, vành đồng hết này. Logo thương hiệu hãng này. Mã 248 giá 1.500.000. Và cuối cùng trong cái video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Hemner, hàng bãi của Đức, vai bò để bàn nhé, thùng gỗ bóng kêu lô tuyệt đẹp luôn. Kích thước chiều ngang là 57, chiều cao là 22 nhé. Mặt kính mo cong, số nổi này, kim đồng hết, số đồng nhá. Và đằng trước này được ba cái bắt bằng ba cái thanh nhập đồng này, trang trí tạo thêm độ nhấn của cái vẻ đẹp đằng trước này. Tất cả bốn chân này là toàn chân đồng hết nhá. Đây. Chân đồng hết nha. Và bây giờ mình test tiếng chuông là con này máy cơ hai lỗ cót chạy 35C, 4 gông 4 búa nhá, gõ chuông binh bo báo giờ.
không đánh chuông hay hết quát à. Chiếc này có khóa chuông ở đây này, ấn là xuống khóa, khóa chuông đêm. Hết con. Hết con. Rồi, bây giờ mình test chuông lại nhá. Rồi. Bây giờ test chuông 30 phút này. Ok, bây giờ sẽ quay máy sau cho các bác xem nhé. Có này máy chạy 35C nhé, máy FHF của Đức. Máy đồng tuyệt đẹp luôn. Rồi, nguyên cả cái móc treo qua chìa khóa này. Một bộ máy đồng thật đẹp luôn nhá, máy FHF của Đức này. Đó, đồng vàng óng luôn, bốn gông đồng, bốn búa đồng nhá, có chuông binh bom. Zin bảo 100%, chạy ok hết nhá. Đây là cái khóa chuông này. Khi mình gạt phay cái này thì cái cần nó gạt xuống, nó sẽ đè cái quạt gió, nó không cho đánh chuông nữa nhá. Khi mình gạt nó áp sát lên cái thùng này thì là chuông nó đánh nhá. Đêm các bác không muốn nghe đồng hồ nó có chuông thì chúng ta xoát cái này xuống, còn khi ban ngày muốn nghe chuông thì xoay này lên đó. Mã này là 249 này, có giá là 2.600.000 nhé, cho một chiếc đồng hồ Đức đẹp keng luôn. Chuông bính boang 249 có giá là 2.700.000, tính là 2.600.000. Mã 249 nhá, giá 2.600.000 cho một chiếc đồng hồ vai bò Hemner, hãng Hemner của Đức, giá 2.600.000, đẹp keng luôn nhá. Rồi, vừa rồi mình đã qua 6 cái sản phẩm đồng hồ treo tường ở địa bàn hàng Nhật và hàng Đức. Bác nào quan tâm cái mã nào thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 035 874 2679 nhé. Các bác chốt mã nào thì vui lòng đặt cọc, chuyển khoản trước 200.000. Sau đó mình sẽ ship. Giá không bao gồm phí ship nhé. Phí ship mất tùy theo những con đầu bình thường này thì mất khoảng tầm 60-50. Còn những con đồng hồ to kia thì mất tầm 100-120 nhé, 120.000. Đó. Rồi, kết thúc video, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Nguyễn Phúc Japan nhé.